Rồi, giao lưu với em một cây trầm, một cây trầm móc nha. Trái của nó thì Bôi Sơn Thủy chèn ở trong màn hình. Bên em tham khảo cây này có hoành nó là 73. Hoành bồ đề này 73. Cây rất là khủng nha. Cái này thì Bôi Sơn Thủy ship bó nồi nha bên em. Ship bó nồi nha. Tại cây này cái nằm trong cái chậu khá là lớn. Chiều cao nó tầm khoảng 50 nha. Cây trầm móc trái nó ăn chua, hơi chua và chát nha quý anh em. Cây này có bộ đế cũng khá là đẹp, vành cực kỳ khủng luôn. Cây này thì cái chậu nó rất là lớn cho nên là Bôi Sơn Thủy bao ship và bó nồi. Cây này chào giá quý anh em 2,2 triệu, 2,2 triệu k bao ship cả cây cả chậu, cả cây và bó nồi. Quý anh em hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Một cây trăm móc, hàng này khủng, cây hàng này cũng lâu lâu mới có quý anh em. Rồi 2,2 triệu bao ship nha.